đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Rõ tin Miss Universe bị bán với giá 20 triệu đô, chủ tịch Miss Grand cà khịa cực căng. Vừa qua, trang New York Post đã đưa ra thông tin CEO Ari Emanuel, tập đoàn Endeavor, chủ sở hữu công ty IMG, đang tìm người để bán lại cuộc thi danh giá nhất nhì hành tinh Miss Universe với giá 20 triệu đô. Năm 2015, công ty IMG mua lại cuộc thi này từ cựu tổng thống Donald Trump. Trước những tin đồn, ông Ari Emanuel vẫn giữ im lặng, từ chối bình luận về thông tin trên. Khi Miss Universe bị vướng vào lùm xùm, chủ tịch Nawaz của Miss Grand International đã có những động thái gây chú ý. Ba nuôi của Thủy Tiên đã đăng một dòng chữ trên story: bán với giá 20 triệu đô, rất rẻ. Ngay lập tức, hành động của vị chủ tịch Miss Grand International được cho là cà khịa đến cuộc thi Miss Universe dù không có mối liên kết. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà Mr. Nawaz đồng chạm đến tổ chức Miss Universe. Trong quá khứ, ông Nawaz từng đăng tải hàng loạt hình ảnh so sánh giữa hai cuộc thi gây chiến tranh với đối thủ Miss Universe. Miss Grand International được ví như điện thoại sang chảnh, trong khi Miss Universe chỉ là điện thoại cổ lỗ sĩ. Thậm chí, chủ tịch Miss Grand từng đem cả Thủy Tiên và đương kim Hoa hậu Hoàng Vũ vào cuộc để tố Miss Universe mượn ý tưởng của mình. Theo nguồn tin, Miss Universe đã bị IMG rao bán từ lâu, nhưng sau 6 tháng vẫn chưa đàm phán thành công. Mức giá 20 triệu đô có thể bị giảm tiếp, nhưng sẽ không nhiều. Tỷ lệ người quan tâm đến Miss Universe đã xuống cấp trầm trọng. Trong khi năm 2017 thu hút đến 5,2 triệu lượt xem trên Fox, đến 2019 con số này giảm xuống còn 3,8 triệu, và đến năm 2021 chỉ còn 2,7 triệu. New York Post đã đưa ra thông tin tổ chức Miss Universe đã thua lỗ 2 triệu đô một năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, IMG tiếp tục hoãn các sự kiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.